Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay em đang tải lên một mảnh vườn sầu riêng ở tại xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nha quý anh chị. Và đây trước màn hình quý anh chị đây là con đường tỉnh lộ 438 nha quý anh chị. Theo hướng này chúng ta về tới trung tâm Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê thì bán kính trong vòng khoảng cỡ tầm 5 cây số đổ lại thôi nha quý anh chị. Chỉ 5 cây số đổ lại. Và về tới Ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì bán kính loanh quanh khoảng 1,5 cây số thôi nha quý anh chị. Chỉ 1,5 cây số. Đây là đường tỉnh lộ. Và theo hướng đây thì chúng ta lên đây lại có một cái nhà thờ và một cái trường học cấp 1 thì cách chúng ta khoảng cỡ tầm khoảng 2 cây số đổ lại ạ. Và theo hướng này thì chúng ta lên tới thành phố Bà Lê Cu Gia Lai thì khoảng 40 cây số nha quý anh chị. 40 cây số thôi là chúng ta về tới sân bay Bà Lê Cu Gia Lai luôn. Và đây em đang đứng ở con đường tỉnh lộ 438 và cái vườn hôm nay em đang tải lên là cách đường tỉnh lộ 438 của chúng ta khoảng 120m thôi ạ. 120m theo con đường đây đi vào. Bây giờ em sẽ tiến chân vào con đường này ạ. Phải nói một nô đất. Để tí em và em sẽ quay khu dân cư nhé quý anh chị. Và đây là con đường rộng khoảng 4 mét đây ạ. Xe ô tô của em đi vào trong vườn được rồi ạ. Điều đặc biệt nô đất chúng ta là có mương thủy lợi nhé quý anh chị. Mương thủy lợi chạy ngang qua cái vườn của chúng ta luôn. Toàn bộ chủ nhà là phục vụ cái vườn của chúng ta chăm sóc tưới nước bằng mương nước thủy lợi nhé quý anh chị. Rất thuận tiện. Để em nhắc lại từ vị trí vườn của chúng ta ra tới trung tâm Ủy ban dân huyện Chư Sê, trường học cấp 3, bệnh viện, ngân hàng, quốc lộ 14A vân vân chỉ 5 cây số đổ lại thôi ạ. Một nô đất em đã test lên bản đồ thì có rất chi là nhiều con đường mở qua cái khu vực đây và là khu dân cư nha quý anh chị nhé. Thì tương lai đất này của chúng ta sẽ chuyển thành khu dân cư. Một nô đất tí em bay này cam cận kề với huyện Chư Sê nhất đây ạ. Một lô đất có tổng diện tích là 8 sào nha quý anh chị. 8 sào trong đó có 120 cây sầu riêng. Bắt đầu vào năm thứ 2, thứ 3. Cùng một căn nhà cấp 4, chuồng trại, chăn bò, chăn dê đầy đủ ạ. Và trong đó có 100 cây nhãn. Điều đặc biệt nô đất chúng ta hiển thị trên bìa là có 200 mét đất mặt đường nha quý anh chị. Tức là hiển thị trên bìa luôn là 200 mét đất ở trên bìa theo con đường đây ạ. Ở đây bắt đầu ranh giới của chúng ta bắt đầu từ đây nha quý anh chị. Đấy, theo hướng này ra đường tỉnh lộ 438 bán kính trong vòng chỉ khoảng 100 mét tới 120 mét đổ lại thôi ạ. Theo con đường đây là chúng ta ra tới tỉnh lộ. Và đây ạ, hiện tại bây giờ gia chủ đang trồng một số cây cỏ. Cỏ đây là cỏ lôi bò nha quý anh chị nhé. Cỏ nuôi bò. Đây em sẽ đi vào cái vườn em quay. Và đây ạ, 120 cây sầu riêng. Toàn bộ giống Thái và măng kinh hết nhé quý anh chị. Cái cây này là vào năm thứ 3 đây ạ. Và có khoảng cỡ tầm 20 cây là vào năm thứ 4, thứ 5 bắt đầu cho chúng ta vào thu bói rồi. Đất chất đất đỏ màu ba gian tuyệt đối bằng nhé quý anh chị. Và gia chủ có trồng sen vào đây, đây gọi là cây hồng xiêm. Được 50 cây hồng xiêm nhé quý anh chị, 50 cây hồng xiêm và 100 cây nhãn. Chúng ta có thể làm nhà định cư ở tại đây nhé. Em vào gia chủ đang ở tại đây ạ. Con em chúng ta đi ăn học thì loanh quanh trong vòng khoảng 2 cây số đổ lại thôi ạ. Rất thuận tiện. Đất thì bằng đẹp nhá. Gia chủ đã làm hệ thống ống tưới tự động 100%. Và đây trước màn hình quý anh chị đây là một căn nhà nhỏ nhá. Căn nhà này chúng ta có thể ở tạm. Gia chủ đã bắc điện một pha, hiện tại là điện một pha. Ở đây gia chủ chỉ tưới điện một pha bởi vì nước là nước thủy lợi, tháo vào chỉ cần tháo vào vườn thôi là tưới thôi ạ. Đây là căn nhà, căn nhà này chúng ta có thể ở tạm. Có khu chuồng trại kia tí em sẽ quay ạ. Ở đây trên dưới có 20 cây sầu riêng bắt đầu cho chúng ta vào thu đây ạ. Vẫn còn trái đây nha quý anh chị nhé. Đấy, trái sầu riêng này ạ. Vườn chúng ta tuyệt đối bằng nhá. Đây, hệ thống ống thì gia chủ đã đi toàn bộ vườn chúng ta tưới bằng hệ thống ống, tưới bằng béc hết nhá quý anh chị. Ranh giới rõ ràng.
Đó. 120 cây sầu riêng và có một cái hồ nuôi cá nữa đây ạ. Em sẽ phải em quay. Phải nói một diện tích phù hợp cho một gia đình chúng ta về đây định cư sinh sống. Sắm nhà chuồng trại chúng ta có thể chăn nuôi. Đây là cái chuồng gà và gia chủ đang nuôi cả chim bồ câu, cả ngỗng đầy đủ. Đây ạ. Đấy, đây là nước xả của mương thủy lợi nhá, rất thuận tiện, nó chú chỉ thấy đây ạ. Hệ thống hết. Hệ thống này là bắt đầu gia chủ là bắt cái ống này từ trên đầu mương thủy lợi về tới đây là chỉ có mở khóa ra là nước chảy mạnh hơn Kama bơm đấy nhá. Đây quý vị, để em nói rõ, đây là nước mương thủy lợi trực tiếp đây nhá, chứ không phải nào dùng bằng máy bơm. Mà nhìn này, nguồn nước nó mạnh dưới đây đây ạ. Rất thuận tiện. Đây là cây chanh, chanh tứ quý, có trái ăn quanh năm. Có một số cây mít nữa. Đấy, cả có cả cây lá mơ này. Chúng ta thịt chó thì có sẵn lá mơ luôn. Ở đây à, có một cái hồ bây giờ hiện tại bây giờ gia chủ đang nuôi cá nhá, cá chê và cá rô phi. Khung cảnh rất chi là mát. Hồ này cũng khá chi là rộng đấy. Đấy, chúng ta có thể làm cái bàn đây, chúng ta có thể ngồi đây uống trà, chúng ta có thể ngồi đây nhậu thì quá tuyệt vời luôn. Vùng quanh kia là cây mì gòn, cây mì đó chúng ta cũng có thể ăn lá được. Quá đẹp luôn. Còn đây là một cái giếng sinh hoạt nhé, đây là giếng ăn. Đây là giếng ăn để sinh hoạt ăn uống. Có tẹt nước đầy đủ. Có đầy đủ các loại cây ăn trái, đây là cây xoài, kia là cây mãng cầu và có cả cây dừa kia nữa. Phải nói một lô đất đầy tiềm năng cho quý anh chị về đây định cư. Sau này ở khu vực này sẽ thành khu dân cư nhá quý anh chị. Bởi vì lô đất chúng ta chỉ cách đường tỉnh lộ 438 chỉ có 100m thôi thì quý anh chị cũng đã biết rồi. Và dân này ở xung quanh cái vườn này cũng bà con cũng ở đây sinh sống định cư rất chi là nhiều. Đó, con đường này hiển thị trên bìa là 200m nhé quý anh chị nhé. Có khoảng cỡ tầm 50 cây bơ 034 gia chủ là ghép bơ tơ 034 nhá, toàn bộ 034 hết. Trong thời điểm này thì chỉ có một giống bơ 034 là có giá trị nhất thôi. Và đây ạ, nếu mà chúng ta có nhu cầu về đây thì anh chủ này bán luôn cả gộp cả cái chuồng bò này, cả 10 con bò đây nhá. Tức là cái bò đây thì chúng ta trị giá là tính tiền riêng, còn vườn là bán riêng thì chúng ta có thể thảo luận mới gia chủ để chúng ta thương lượng giá về bò. À, đây đây là anh chủ đất đây ạ. Đấy, anh bò chủ chưa? Tôi cần bán đây. Đó, anh đây là cần bán để đi về quê sinh sống, nên ra đưa ra một cái giá rất chi là hợp lý ạ. Đấy, bò lai hết đây ạ. Đây là, ôi bò đẹp quá. Theo lời chia sẻ của chủ nhà thì chủ nhà đầu tư 10 con bò đây thì như thời điểm chủ nhà mua thì hết khoảng 230 triệu ạ. 230 triệu 10 con bò đây, toàn bộ bò la hết này, bò đẻ này. 100% bò la hết nhá quý anh chị nhá. Đó. Ừ, con bò kia to quá. Rồi để em nhắc lại cho quý anh chị, tổng diện tích là 8 sào, 120 cây sầu riêng. Đã có 20 cây sầu riêng vào thu. Còn 100 cây bắt đầu vào năm thứ 3, thứ 4. Cùng một chuồng trại chăn nuôi. Nhà cấp 4. Gia chủ đang đưa ra một cái giá là 1 tỷ 600 triệu nha quý anh chị. 1 tỷ 600 triệu là bán luôn gộp cả 10 con bò luôn. Phải nói một cái giá hợp lý. Ở khu vực này thì em cũng đã đăng tải lên em bán rồi. Nó giao dịch khoảng 200 triệu một sào nha quý anh chị. Từ 180 tới 200 triệu một sào. Bởi vì đất đây là đất gần thị trấn Chư Sê. Tí em sẽ bay lên cam, quý anh chị sẽ thấy cả thị trấn Chư Sê luôn. Bởi vì rất chi là gần. Khí hậu thì mát mẻ. Chúng ta về đây định cư thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, ống đây. Đây là hệ thống gia chủ làm cây béc này để tưới cỏ nhé quý anh chị. Tưới cỏ và tưới cây. Đây ạ, 100 cây nhãn. Bắt đầu trồng năm vừa rồi đây ạ. 100 cây nhãn. Nhãn này gọi là nhãn hương chi gì đây ạ. Đấy, sầu riêng này. Quý anh chị thấy đây. Có khoảng 20-30 cây sầu riêng đẹp hết rồi. Và năm thứ tư, thứ năm hết. Còn dưới này thì gia chủ đang trồng được 200 gốc chanh nha quý anh chị. Chanh đang cho chúng ta vào thu này.
Hàng ngày thì gia chủ có chia sẻ là thu từ 3 tới 400 nghìn tiền chanh, chanh dây ạ. Thì bây giờ nếu chúng ta mua thì chúng ta cũng có nguồn thu nhập hàng ngày luôn. Chanh, đây là trồng được mấy chục cây chanh nữa. Này, quý anh chị thấy chất đất đây ạ, đất đỏ màu ba gian nhé, tươi xốp. Đấy, sầu riêng này. Có khoảng 20 cây sầu riêng tốt, đều như nhau hết. Em thấy về thuận tiện về đường nước, phải nói là một cái vườn mà có mương thủy lợi chạy ngay trên đầu vườn của chúng ta. Chỉ cần xả nước là chúng ta tưới thôi. Làm vườn thì quý anh chị cũng đã biết rồi, quan trọng nhất là nước và đường. Thuận tiện là chúng ta phát triển kinh tế thôi ạ. Đây là cây cỏ nuôi bò đấy ạ, cỏ cho bò ăn, có sẵn đấy. 8 sào đất, tiền bò trị giá đã xít xoát 200 triệu. Thì đất chúng ta chỉ còn 1 tỷ tư thôi nhé quý anh chị nhá. Cả hệ thống nhà cửa, điện đóm, một cái giá hợp lý ạ. Rồi, mọi thông tin chi tiết quý anh chị liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975582442. Và kết nối Zalo em sẽ chia sẻ bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị ạ. Để em nhắc lại là trên bìa đỏ hiển thị 200m mặt đường. Và em sẽ đưa quý anh chị về đây trực tiếp xem vườn, gặp anh chủ đất, chúng ta thương lượng giá. Nói một lô đất đầy tiềm năng nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị cứ về đây, quý anh chị test lên thì quý anh chị sẽ biết đây là khu dân cư ạ. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết tiện ích xung quanh của chúng ta nó thuận tiện thế nào ạ. Em xin tạm dừng video đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ.